Giờ sáng ngày hôm nay, tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2026. Dự lễ ký kết có Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Về phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan. Tại lễ ký kết, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thống nhất nhận định, thời gian qua, Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật luôn giữ mối liên kết chặt chẽ trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó có việc in ấn phát hành các loại tài liệu, ấn phẩm nhằm phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đơn vị địa phương. Việc ký kết chương trình phối hợp hợp tác sẽ giúp tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong việc thúc đẩy sự lan tỏa, phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị trong công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất con người tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ kinh nghiệm, tạo tác động lan tỏa các thành quả và mô hình đổi mới sáng tạo trong xây dựng Đảng, phát triển toàn diện kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tập trung vào 3 nhóm nội dung chủ yếu gồm: công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất con người tỉnh Vĩnh Long, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các hoạt động, sự kiện nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Trong giai đoạn 2024-2026, đặc biệt chú trọng thông tin tuyên truyền về các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn và các hoạt động biên soạn, phát hành sách.